Một bản tin từ Nga cho biết Moscow đã dùng tuyết giả bị ấm kỷ lục. Những ngày cuối năm, Moscow phải tập hợp tuyết từ nơi khác để trang trí năm mới ở quảng trường đỏ, khi nền nhiệt tháng 12 cao kỷ lục. Alexia Nemazirov, Giám đốc Sở Thương mại và Dịch vụ của Moscow cho hay, thành phố cũng có kế hoạch dùng tuyết nhân tạo để làm sân trượt băng, phục vụ người dân nhân dịp năm mới. Kỳ nghỉ lễ của người dân Nga kéo dài hết tuần đầu tiên của tháng 1. Moscow đang trải qua một mùa đông ấm nhất trong 140 năm kể từ khi có hệ thống đo nhiệt độ. Nền nhiệt độ thủ đô Nga ở mức 5.4 độ C hôm 18 tháng 12, vượt kỷ lục năm 1886. Một số loài quất, hoa tử đinh hương và cây mộc lan tại khu vực bảo tồn của Đại học Quốc gia Moscow đã ra hoa sớm, trong khi một số loài động vật ở vườn thú thì phải đưa vào khoang chứa lạnh để giữ chúng ngủ đông. Đây là lý do chính quyền thành phố phải vận chuyển tuyết từ những nơi khác về thủ đô để chuẩn bị cho lễ đón năm mới. Người dân ở Moscow cho biết họ chưa từng hình dung một năm mới không có tuyết sẽ như thế nào. Nga là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Tổng thống Putin tuần trước cho biết sự ấm lên của thời tiết tại nước này diễn ra nhanh hơn 2.5 lần so với trung bình của toàn thế giới.